ta có bảy tỷ tỷ tuyệt sắc khuynh thành, các nàng đều là sủng đệ cuồng ma, lại không biết ta đã sớm trở thành vương khiến thế giới rung rẩy. Đại tỷ Diệp Khuynh Thành, tổng giám đốc cao lãnh. Nhị tỷ Lâm Thanh Đàn, diệu thủ y tiên. Tam tỷ Liễu Yên Nhi, sát thủ yêu mị. Chị Tư Vương Băng Ngưng, phóng viên xinh đẹp. Ngũ tỷ Sở Giao, thần bí khó lường. Lục tỷ Tiêu Thấm, tuyệt đại ảnh hậu. Thất tỷ Lạc Ly, thân phận bất phàm. 15 năm trước, các ngươi đối xử với ta như chí thân, 15 năm sau, đến lượt ta bảo vệ các ngươi. Chương 1 Trở về, Thiên Sáp Vương Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Giang thành tháng 7, nắng gắt như lửa Trong đám người rộn ràng nhốn nháo, một thanh niên thân hình gầy gò, yên lặng nhìn chăm chú vào tòa thành thị quen thuộc lại xa lạ này. 15 năm, ta rốt cục đã trở lại, bảy tỷ tỷ của ta, các ngươi đều khỏe chứ? Thanh niên nhẹ giọng nỉ non. Hắn tên là Lục Vân, là một cô nhi, từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, có bảy cái không có quan hệ huyết thống tỷ tỷ, đối đại hắn như chí thân. Khi còn bé, trò chơi các cô thích nhất, chính là cùng Lục Vân chơi đùa, hơn nữa hứa hẹn, sau khi lớn lên sẽ cùng nhau gả cho Lục Vân. Khi đó Lục Vân mới 5 tuổi, giọng trẻ con nói, chúng ta cũng không phải trẻ con 3-4 tuổi, muốn nói giữ lời vì thế các tỷ tỷ cùng hắn ngoắt tay, ai đổi ý ai là chó con. Cứ như vậy, mỗi ngày Tiểu Lục Vân đều hy vọng lớn lên, cho đến khi một trận đại hỏa, hoàn toàn thiêu hủy cuộc sống của cậu. Trận hỏa hoạn kia, các tỷ tỷ vốn có thể chạy ra ngoài, nhưng vì trở về tìm hắn, cuối cùng cũng bị vây ở trong biển lửa. Tiểu Lục Vân sợ hãi, hoa hoa khóc lớn. Nhưng cho dù là dưới tình huống như vậy, đại tỷ tỷ vẫn như cũ đem hắn ôm vào trong ngực, an ủi hắn đừng sợ. Lửa cháy hừng hực. Tám đứa nhỏ gắt gao dựa sát vào nhau, rất nhanh đã bị khói đặc sặc hôn mê bất tỉnh. Khi tiểu lục vân lần nữa mở mắt thời điểm, vẫn là cái kia phiến biển lửa, nhưng bất đồng chính là, trước mặt của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ đứng trên ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, quần áo trên người lại hoàn hảo không tổn hao gì. Tiểu lục vân sững sờ, cho rằng mình bị ảo giác, cho đến khi lão đạo sĩ mở miệng nói. Ta có thể cứu các tỷ tỷ của ngươi ra ngoài, điều kiện tiên quyết là ngươi phải bái ta làm sư phụ. Những lời này giống như cộng rơm cứu mạng, tiểu lục vân không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Khi đó hắn còn không ý thức được, nhân sinh của hắn từ nay về sau hoàn toàn thay đổi. Rời khỏi viện phúc lợi về sau, lão đạo sĩ mang theo lục vân đi tới một chỗ đạo quán, dạy hắn y thuật, võ công, linh pháp thậm chí còn để cho hắn tu luyện một môn vô danh thần công. Lần này ngẩn ngơ chính là 10 năm. Lục Vân 15 tuổi, cho là mình rốt cục có thể trở về Giang Thành, ai ngờ lão đạo sĩ lại đem hắn đưa đến biên cảnh chiến trường. Lần này lại là 5 năm. 5 năm chinh chiến, đẫm máu chém giết, một cái tên là Thiên Nhai tổ chức cường thế cuộc khởi. Thiên khẩu 36 cương, đều là thần tướng, tọa trấn bốn vực, từ nay về sau Long Quốc không ai dám phạm mà vương của bọn họ, Vân Thiên Thần Quân, đã sớm lặng lẽ trở lại thời thơ ấu ký ức. Giang Thành. Lục Vân hồi tưởng lại quá khứ, giống như là nằm mơ. Thật đấy. Nếu như không phải chân thật phát sinh ở trên người mình, trải nghiệm như vậy từ trong bất kỳ một người nào nói ra, hắn đều sẽ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Cô nhi viện ánh sáng. Vẫn còn. Nhưng tâm tình Lục Vân lại dị thường phức tạp trận hỏa hoạn 15 năm trước, khiến cô nhi viện nhận được sự quan tâm rộng rãi, nhân sĩ nhân ái các giới trong xã hội tích cực quyên tặng, xây dựng lại cô nhi viện một lần. Nhà ngói gạch xanh trước kia, biến thành nhà cao tầng nhỏ hiện tại, các phương diện điều kiện phương tiện đều tốt hơn trước kia không ít, nhưng chung quy không còn là nơi Lục Vân quen thuộc nữa. Bất quá, khi Lục Vân nhìn thấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ chất phát của bọn nhỏ, cảm giác xa lạ trong lòng trong nháy mắt tan thành mây khói hắn phản phất nhìn thấy chính mình, cùng các tỷ tỷ lúc nhỏ dáng vẻ. Thì ra hết thảy cũng không thay đổi, viện phúc lợi vẫn là nơi tràn ngập tốt đẹp kia. Lục Vân tìm được công nhân viên chức viện phúc lợi, nói rõ ý đồ đến đây. Rất nhanh, một phụ nhân đeo kính lão đi tới trước mặt Lục Vân, nghi hoặc nhìn hắn. Tôi là viện trưởng viện phúc lợi Dương Quang, xin hỏi cô tìm ai? Anh là viện trưởng. Lục Vân sửng sốt một chút trong trí nhớ của hắn viện trưởng họ ngô là một ông lão hiền lành tuyệt đối không phải người phụ nữ trước mắt này lão phụ nhân gật đầu nói ta đảm nhiệm viện trưởng đã có mười mấy năm ngươi không phải tới tìm ta sao cháu tìm ông ngô thì ra là tìm lão viện trưởng a hắn đã về hưu thời gian thật lâu rồi nghe được lục vân tới tìm lão viện trưởng người phụ nữ bỏ đi hoài nghi đối với hắn thái độ cũng trở nên thân thiết nhưng Lục Vân lại nhíu nhíu mày. Ông Ngô cư nhiên về hưu. Hơn nữa nghe ý của phụ nhân, tự hồ Ngô gia gia mười mấy năm trước đã từ chức viện trưởng. Chẳng lẽ là bởi vì trận hỏa hoạn kia? Lục Vân vội vàng hỏi. Vậy xin hỏi, cô có địa chỉ của ông Ngô không? Có, có có, em đợi một lát, anh viết địa chỉ xuống cho em. Người phụ nữ xoay người vào nhà, chỉ chốc lát liền cầm một tờ giấy đã viết địa chỉ giao cho Lục Vân cảm ơn. Cầm địa chỉ phụ nhân đưa, Lục Vân đi tới một phòng bình dân. Chỉ thấy một lão nhân tóc bạc phơ còng lưng, đang quét dọn sân, Lục Vân liếc mắt một cái liền nhận ra, là Ngô Gia Gia. 15 năm không gặp, Ngô Gia Gia lại già đi nhiều như vậy. Lục Vân cảm thấy một trận chua xót, bước chân nhanh hơn, nhưng một màn phát sinh kế tiếp, lại làm cho lửa giận trong lòng hắn, trong nháy mắt phun ra. Ngay lúc ông Ngô quét dọn, đột nhiên có một thanh niên áo sơ mi hoa dùng sức đẩy ông một cái mắng chửi nói lão già kia ta biết mấy nữ nhân kia mỗi tháng đều sẽ gửi tiền cho ngươi tiền đâu giữa ban ngày cướp bóc lục vân giận không kềm được một cái bước dài vọt tới túng lấy hoa áo sơ mi thanh niên cổ áo quát liền lão nhân tiền đều đoạt ngươi còn là người sao khụ khụ thanh niên áo sơ mi hoa hiển nhiên không dự liệu được sẽ có người đột nhiên xông tới trên mặt xẹt qua một chút kinh hoảng, nhưng rất nhanh lại cố gắng giả bộ trấn định. Ngươi! Ngươi buông ta ra, đây là chuyện nhà của ta. Liên quan gì tới ngươi? Chuyện gia đình. Lúc này đến phiên Lục Vân nghi hoặc, quay đầu nhìn về phía ông Ngô. Ngô Gia Gia vẻ mặt bi ai, thở dài một tiếng. Tiểu tử, nó đích xác không phải cướp, nó tên là Vương Cương, là con nuôi của ta. Vương Cương. Vương Cương. Lục Vân nhìn chầm chầm thanh niên áo sơ mi hoa trước mắt một hồi, rốt cục nhận ra hắn. Trách không được có một tia cảm giác quen thuộc như vậy, nguyên lai là khi còn bé thường xuyên khi dễ mình, sau đó bị các tỷ tỷ gõ đến đầu đầy túi vương cương. Sao anh ta lại được ông ngô nhận nuôi? Lục Vân nhất thời thất thần. Vương cương nhân cơ hội thoát khỏi tay hắn, ho khan kịch liệt, hồi lâu mới thở phào. Vương bác đảng, muốn ngươi xen vào việc của người khác. Đã biết đây là chuyện nhà của ta, ngươi còn không mau cút đi. Vương Cương hung tận trừng mắt nhìn Lục Vân, sau đó lại lớn tiếng trích gào với Ngô Văn Đức. Lão già kia, ngươi thu dưỡng ta, nên cho ta ăn ngon, mặc đẹp, chơi tốt, không cho ta tốt nhất, ngươi thu dưỡng ta làm gì? Tiền mấy cô gái kia gửi cho anh đâu, lấy ra đây, giấu làm gì, là muốn mang vào trong quan tài tiêu sao? Ta xem ngươi cũng sống không được mấy năm tương lai còn phải dựa vào ta chăm sóc cuối đời, số tiền này ngươi không cho ta dùng cho ai dùng. Vương Cương càng nói càng quá đáng. Thân hình thương mại của Ngô Văn Đức trung rẩy kịch liệt, nhưng cũng chỉ yên lặng cúi đầu, thừa nhận lời chửi rủa của Vương Cương. Thấy một màn như vậy, Lục Vân rốt cục không thể nhìn được nữa, giơ tay tác một cái. Bốp. Một cái tác này, ta đánh ngươi miệng không biết giữ mồm giữ miệng, mắt không tôn trọng. Bốp một cái tác này, ta đánh ngươi lấy oán trả ơn, uổng vì thế nhân. Bốp. Một cái tác này, ta đánh ngươi có mắt không trồng, không biết chân lông. Chương 2 Vặn vẹo, vương cương ghen ghét. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ba cái tác, cái sau vang dội hơn cái trước. Khi một cái tác cuối cùng rơi xuống, vương cương trực tiếp đặt mông ngã ngồi dưới đất. Bối rối. Hoàn toàn bối rối con mẹ nó này rốt cuộc là từ đâu chạy tới bệnh thần kinh a. Vương Cương nhanh chóng lấy lại tinh thần, gân xanh trên cổ nổi lên. Vương Cương ta dù bất hiếu thế nào, cũng là chuyện nhà của ta, khi nào thì đến phiên ngươi tên Vương Bác đảng này xen vào việc của người khác. Không tới phiên ta quản. Con ngươi lạnh như băng của Lục Vân đột nhiên đâm tới. Ngươi lại mở to mắt chó của ngươi nhìn xem ta là ai? Ngươi? Một tiếng quát lạnh làm cho Vương Cương trong nháy mắt dại ra, tầm mắt dừng lại trên mặt Lục Vân, cực kỳ nghiêm túc xem xét. Bỗng nhiên, thân thể run rẩy kịch liệt. Thanh niên trước mắt này, cùng với tiểu hài tử gầy yếu 15 năm trước, khuôn mặt dần dần chồng lên nhau. Sao mà giống nhau a? À? Không có khả năng. Vương Cương liều mạng lắc đầu, tên đã đến bên miệng, lại chậm chạp không nói ra. Thật lố bịch. Rất kinh ngạc phải không? lục vân cười lạnh nói anh thường bắt nạt tôi khi còn nhỏ tè lên giày tôi và cố tình làm bẩn quần áo tôi bằng bút màu nước còn có nhiều lần rõ ràng là ngươi phạm sai lầm lại vu khống đến trên đầu của ta hại ta bị ngô gia gia phạt đứng việc này ngươi đều không nhớ rõ sao đông vương cương lùi lại một bước là hắn quả nhiên là hắn lục vân thường xuyên bị hắn khi dễ đã trở lại trận hỏa hoạn kia vì sao không thiêu chết ngươi vì sao ngươi muốn đột nhiên trở về vì sao ngươi muốn tới quấy rầy cuộc sống của ta tâm tình vương cương đột nhiên trở nên kích động dị thường ta cố gắng như vậy muốn lấy lòng mấy nữ nhân kia nhưng là các nàng chính là không chịu nhận ta cái này đệ đệ bởi vì các nàng nói chỉ có ngươi mới là đệ đệ của các nàng ta hao hết tâm tư ở trước mặt viện trưởng biểu hiện để cho hắn thu dưỡng ta nhưng lão bất tử này há mồng ngậm miệng chính là tên của ngươi ta cố gắng muốn sống thành bộ dáng của ngươi nhưng là hắn nhưng là các nàng vì cái gì không chịu cho ta cơ hội ta rốt cuộc chỗ nào không bằng ngươi vương cương biểu tình càng ngày càng dữ tợn ngươi có biết hay không ta có bao nhiêu hy vọng ngươi chết a à? hắn hoàn toàn mất đi lý trí đột nhiên xoay người rút ra một cây cột gào thét đập về phía lục vân tuy nhiên đáp lại hắn chỉ có một cước một cước như tật phong ảo ảnh. Bùng. Ống thép trong tay vương cương còn chưa gõ ra, bùng lại đột nhiên nhiều ra một dấu dày vô cùng rõ ràng, ngay sau đó bay ngược ra xa 5 mét. Ngươi muốn biết, ngươi rốt cuộc chỗ nào không bằng ta phải không? Lục vân chậm rãi đi tới, nhìn xuống vương cương, hờ hững mở miệng. Bởi vì ta sẽ không ỷ mạnh hiếp yếu, bởi vì ta sẽ không vong ân phụ nghĩa, bởi vì ta sẽ không ghen tị sinh hận, những thứ này, đủ không? đủ chưa? Thanh âm Lục Vân rất nhẹ. Nhưng mà, lại như trọng chú ý, hung hăng va chạm vào linh hồn Vương Cương. Đây đều là nguyên tắc làm người cơ bản nhất, Vương Cương hắn có sao? Không. Hắn chính là một tên cặn bã ý mạnh hiếp yếu vong ân phụ nghĩa hơn nửa lòng ghen tị bùng nổ. Phốc. Có lẽ là bị kích thích mãnh liệt, Vương Cương lại phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt đều là biểu tình thống khổ. Lục Vân chỉ lạnh lùng nhìn, trong mắt không có chút thương hại. Người đàn ông này đã bị nuốt chửng bởi lòng ghen tị đến mức nó không xứng đáng với bất kỳ sự đồng cảm nào. Hai tử. Ngươi. Ngươi thật sự là Lục Vân. Lúc này, giọng nói run rẩy của Ngô Văn Đức đột nhiên vang lên sau lưng. Lục Vân xoay người đi, hàng ý trên mặt đã biến mất, ngược lại lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Là cháu, Ngô gia gia, cháu đã trở lại. Thật sự là ngươi trái tim Ngô Văn Đức đột nhiên co quắp một trận, cuối cùng, nhìn không được ông Lục Vân gào khóc. Tiểu Lục Vân của ta, ngươi còn sống. Ngươi còn sống. Ông trời rốt cục không cần tra tấn ta nữa. Ta cho rằng, ta cho là ta hại chết ngươi a. À. Ngô Văn Đức khóc rất lớn tiếng, nhưng không phải khóc thương tâm, mà giống như là một loại tiêu tan. Đứa nhỏ khiến hắn ấy nấy 15 năm kia, còn sống. Đúng vậy Ngô Gia Gia, con còn sống, sống rất tốt. Lục Vân nhẹ giọng an ủi, nhưng từ trong đôi câu vài lời của ông Ngô đã nhận ra điều gì đó. Chờ cảm xúc của ông Ngô ổn định một chút, Lục Vân mới mở miệng hỏi. "Ngô gia gia, ngài có phải hay không có chuyện gì gạt ta, 15 năm trước trận hỏa hoạn kia không phải ngoài ý muốn, đúng không?" Ngô Văn Đức lau nước mắt. "Chuyện 15 năm trước đã qua thì cứ để nó qua đi, chỉ cần em còn sống là tốt rồi." Điều này càng khẳng định suy đoán của Lục Vân, nghiêm túc nói. Ông Ngô, nếu ông thật sự ấy nấy với cháu, thì hãy nói hết cho cháu biết, được không? Ngô Văn Đức muốn tránh đề tài này, nhưng nhìn thấy biểu tình nghiêm túc của Lục Vân, biết không giấu được, đành phải rủ rỉ nói. Nguyên lai trận hỏa hoạn 15 năm trước kia, thật sự có kỳ quặc. Lúc ấy, bất động sản trác tuyệt nhìn trúng đất của cô nhi viện Dương Quang, từng nhiều lần tìm được Ngô Văn Đức, muốn ép buộc hắn ký hợp đồng mua với giá thấp nhưng ngô văn đức xương cốt cứng rắn mặc kệ đối phương dùng thủ đoạn gì chính là không ký không có biện pháp người phụ trách bất động sản trác tuyệt đành phải buông ra lời tàn nhẫn không ký hợp đồng tự gánh lấy hậu quả kết quả đến ngày hôm sau cô nhi viện liền náo loạn một hồi hỏa hoạn ngô văn đức hoài nghi trận hỏa hoạn kia chính là trả thù của bất động sản trác tuyệt chỉ là vẫn không tìm thấy chứng cứ bọn họ phóng hỏa mà sau trận hỏa hoạn đó, Lục Vân liền biến mất. Ngô Văn Đức cho rằng mình hại chết Lục Vân, cho nên rất nhanh liền tự nhận lỗi từ chức, hơn nữa còn nhận nuôi một đứa bé không kém Lục Vân bao nhiêu tuổi, cũng chính là Vương Cương. Ngô Văn Đức đem tất cả ấy nấy đối với Lục Vân, đều bù đắp lên người Vương Cương, lại không nghĩ tới cưng chiều quá mức, ngược lại làm cho Vương Cương trở nên ham ăn biến nhát, ba ngày hai bữa tìm hắn đòi tiền. Trước kia số tiền nhỏ, hắn cũng không nói cái gì, nhưng là lúc này đây, cương nhiên mở miệng muốn 20 vạn. Ngô Văn Đức đương nhiên không có khả năng cho hắn, vì thế liền xảy ra một màn mở đầu kia. Sau khi Ngô Văn Đức kể xong, là một trận yên lặng. Yên lặng như chết. Hắn ngẩng đầu nhìn Lục Vân một cái, nhất thời hoảng sợ, chỉ thấy trong con ngươi đen kịt của Lục Vân, đang tản ra lãnh quan dọa người. Bất động sản trác tuyệt. Hại ta xa xứ 15 năm hại ta suýt nữa tán thân biển lửa. Hại ta suýt nữa mất đi bảy tỷ tỷ. Món nợ này, tính như thế nào? Hả? Chương 3 Tỷ, ta trở về. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Lục Vân trong lòng lửa giận, giống như là từ trong địa ngục leo ra một cái ma trảo, điên cuồng xé rách thần kinh của hắn. Ngô Văn Đức sợ hãi, vội vàng lấy tay vuốt ve gò má Lục Vân. Hai tử, hai tử, ta nói cho ngươi những thứ này chỉ là không muốn đối với ngươi có điều giấu giếm không phải muốn cho ngươi đi làm chuyện ngu ngốc a à. hắn bắt đầu không dám nói cho lục vân chân tướng chính là sợ hắn sẽ đi tìm bất động sản cát tuyệt phiền toái đây là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào thế lực đằng sau bất động sản cát tuyệt rất khủng bố bàn tay đầy nếp nhăn của ông lão vuốt ve trên mặt khiến lục vân tỉnh táo lại không làm thất vọng ông ngô cháu dọa ông rồi con trai đáp ứng ông nội đừng truy cứu chuyện trước kia nữa được không ngô văn đức cầu xin lục vân đè nén lửa giận trong lòng ngô gia gia ngài yên tâm con sẽ không làm chuyện ngu ngốc ngoan lắm ngô văn đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đột nhiên nhớ tới cái gì mỉm cười nói các tỷ tỷ của ngươi nếu biết ngươi còn sống nhất định sẽ phi thường cao hứng lục vân thân hình chấn động các tỷ tỷ của ta đều khỏe chứ được rồi, được rồi, bọn họ đã có sự nghiệp của mình, mỗi tháng còn có thể gửi tiền cho tôi. Đúng rồi, chỗ tôi còn có ảnh chụp của bọn họ. Ảnh. Lục Vân nhất thời hai mắt tỏa sáng, 15 năm không gặp, thật không biết các tỷ tỷ hiện tại trông như thế nào, có đẹp hay không. Đương nhiên, mặc kệ các tỷ tỷ lớn lên như thế nào, đều là Lục Vân đời này yêu nhất nữ nhân. Ngô Văn Đức vào nhà, cẩn thận lấy từ trong ngăn kéo ra một sấp ảnh chụp. Lục Vân khẩn cấp mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, con người thiếu chút nữa kinh hãi rơi xuống. "Các nàng? Các nàng thật sự là tỷ tỷ của ta?" Lục Vân khó có thể tin, không phải bởi vì các tỷ tỷ lớn lên xấu xí, mà là bởi vì quá đẹp, mỗi một cái đều là nữ thần cấp bậc. Ngô Văn Đức cười cười nói: "Các tỷ tỷ của ngươi không chỉ có bộ dạng đẹp mắt, hơn nữa còn đều rất ưu tú đây." Lục Vân tin tưởng không nghi ngờ. Trong lúc hai người đang nói chuyện phím, Vương Cương đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên bi thảm thê lương bò đến dưới chân Ngô Văn Đức. "Ngô gia gia, van cầu ông cho cháu 20 vạn đi, cháu thật sự rất cần số tiền này." Hiển nhiên, hắn chuẩn bị chơi bài bi tình. Ngô Văn Đức vốn đang trò chuyện vui vẻ với Lục Vân, bởi vì những lời này của Vương Cương, tâm tình tốt đẹp trong nháy mắt đã bị phá hư, cả giận nói: Người cái này bất hiếu tử, lại còn có mặt mũi nói chuyện tiền?" không phải ngô gia gia, là bởi vì con. Con. Ngươi cái gì? Mau nói, có phải ở bên ngoài gây phiền toái gì không? Thấy không giấu được, vương cương đành phải kiên trì nói. Đó là bởi vì tôi có một khoản nợ ở sòng bạc và họ nói rằng. Nếu trong vòng một tuần không trả được tiền, hãy chặt tay tôi ra. Cái gì? Ngươi lại dám đi sòng bạc, ta đánh chết ngươi là đồ vô liêm sỉ. Ngô Văn Đức vừa nghe Vương Cương lại thiếu tiền ở sòng bạc, nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình, cầm chổi lên rút về phía Vương Cương. Vương Cương không có trốn, cầu xin nói. Ta biết là ta bị quỷ ám, nhưng sự tình đều đã xảy ra, ta thật sự là không có cách nào. Đồ vô liêm sĩ. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Ngô Văn Đức thiếu chút nữa tức điên rồi. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ xa truyền đến. Vương Cương, ta đã cảnh cáo ngươi không được chọc ngô gia gia tức giận nữa, ngươi vì sao dậy mãi không thay đổi. Bên ngoài sân, một người phụ nữ cao gầy đi tới. Ngũ quan tuyệt mỹ, khí chất lãnh diễm, tóc dài đen nhánh búi cao sau đầu, hiển lộ vẻ ung dung quý phái. Âu phục nữ sĩ màu trắng cao quý, căn bản không che giấu được dáng người trước nhô sau vĩnh của nàng, phong phạm nữ thần thỏa đáng đẹp đến cực hạn. Lần đầu tiên Lục Vân nhìn qua, đã bị hấp dẫn thật sâu, hốc mắt có chút ướt ác. Là đại tỷ. Là đại tỷ Lục Vân 15 năm không gặp. Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa so với những gì Lục Vân vừa nhìn thấy trong ảnh, chị gái xinh đẹp hơn, nhưng cũng lạnh lùng hơn. Khi Lục Vân nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, Diệp Khuynh Thành cũng nhìn thấy hắn. Bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại khẽ rung lên, trong đôi mắt đẹp toát ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Vương Cương, nể mặt ông Ngô, cuối cùng tôi giúp anh một lần, nếu còn dám săn bậy, tôi sẽ đánh gãy chân chó của anh. Vì không để cho Ngô Gia Gia phiền lòng, Diệp Khuynh Thành viết một tờ chi phiếu 20 vạn, ném cho Vương Cương. Vương Cương mừng rỡ như điên. Cảm ơn đại tỷ đừng gọi tôi là đại tỷ, tôi cảm thấy ghê tởm. Diệp Khuynh Thành chán ghét nói. Hắc hắc. Vương cương mặt dày mày dạng cười cười, dù sao tiền đã tới tay, Diệp Khuynh Thành đối với hắn thái độ gì, không quan trọng. Chị, là em. Lúc này, Lục Vân ở một bên rốt cục nhịn không được, khẽ gọi một tiếng. Năm năm chinh chiến, đã sớm rèn thành tính cách thiết huyết của Lục Vân, cho dù đối mặt với trăm vạn hùng sư, cũng chưa từng lộ ra nửa phần khiếp ý. Nhưng mà giờ phút này, nhìn đại tỷ diệp khuynh thành gần trong gan tất, hắn khẩn trương. Thiết hắn cũng có nhu tình. Sự dịu dàng của Lục Vân, chính là bảy chị gái của hắn. Diệp Khuynh Thành thân thể mềm mại run lên. Tiếng gọi này, đem suy nghĩ của nàng trở về 15 năm trước, trở về trên người đệ đệ ngày nhớ đêm mong kia. Nàng cứng ngắc vặn vẹo cổ, nhìn khuôn mặt có vài phần quen thuộc kia, thanh âm run rẩy. Ngươi là? Ngươi là? Diệp Khuynh thành không thể tin được. Lúc vừa bước vào nàng đã nhìn thấy Lục Vân, lúc ấy liền cảm thấy người thanh niên này rất giống với đệ đệ đã chết trong lửa lớn của nàng. Nhưng nàng không dám nhận nhau, bởi vì sợ thất vọng. Dù cho giờ phút này Lục Vân gọi nàng một tiếng tỷ, ngữ khí cùng thần thái đều là như vậy tương tự, nàng cũng vẫn như cũ không thể tin được. Cho đến khi Ngô Văn Đức vừa cười vừa nói, khuynh thành hắn chính là đệ đệ của con lục vân đã trở lại lục vân dịp khuynh thành trong phút chốc thất thần em trai lục vân của cô thật sự đã trở lại sao chị là em em về rồi lục vân ôm nhu cười bước lên ông đại tỷ một cái thân hình mềm mại của dịp khuynh thành trong nháy mắt căng thẳng trong con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên hiện lên một tia kháng cự nhưng không có biểu hiện quá mức rõ ràng lục vân thật sự là em. Em về rồi, chị thật sự rất vui vẻ. Diệp Khuynh Thành nói như vậy, thân thể cũng hơi lui về phía sau, từ trong ngực Lục Vân dãy ra ngoài. Lục Vân ngây ngẩn cả người. Phản ứng của đại tỷ, có chút ngoài dự đoán của hắn. Không kích động như trong tưởng tượng, cũng không hỏi hắn làm sao sống sót sau trận hỏa hoạn đó. Loại cảm giác này, giống như là một đôi bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại, ân cần thăm hỏi lẫn nhau thế thôi. 15 năm trôi qua, cuối cùng vẫn xa cách sao? Khóe miệng Lục Vân chua xót, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, đại tỷ có thể đã có gia đình của mình hay không, cho nên mới muốn tránh hiềm nghi. Dù sao hai người mặc dù gọi là tỷ đệ, nhưng không có chút quan hệ huyết thống nào. Nếu quả thật là như thế, Lục Vân chỉ có thể chân thành chúc phúc cho cô. Ngô Văn Đức không nhận ra bầu không khí vi diệu trong không khí, cười ha hả kéo hai người ngồi xuống, Tự thuộc việc nhà. Trong lúc đó, Diệp Khuynh Thành cũng không có chủ động hỏi qua Lục Vân bất cứ chuyện gì về hắn. Cảm giác chua sót trong lòng Lục Vân càng thêm nồng đậm. Có lẽ, thật sự là xa lánh đi. Chương 4 Rồng có vẫy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tán gẫu gần nửa giờ, Diệp Khuynh Thành đứng dậy nói. Ngô Gia Gia, con muốn về tập đoàn Khuynh Thành, lần sau lại đến thăm ngài. Ừ, bận sự nghiệp của anh quan trọng hơn, bên tôi mọi chuyện đều tốt. Ngô Văn Đức vui mừng nói. Nếu Vương Cương còn dám chọc ngươi tức giận, nhất định phải nói cho ta biết, ta sẽ giáo huấn hắn. Tạm biệt Ngô Văn Đức xong, Diệp Khuynh Thành lại nhìn về phía Lục Vân. Anh đi theo tôi, tôi có vài lời muốn nói với anh. Lục Vân gật gật đầu, yên lặng đi theo sau mông đại tỷ. Ra khỏi sân, chỉ thấy trên đường cái bên ngoài đậu một chiếc Porsche 911, tài xế đang chờ ở một bên. Lên xe đi. Diệp Khuynh Thành lời ít ý nhiều. Lục Vân tiến vào ghế sau xe thoát chờ, trong nháy mắt cũng cảm giác được một cổ hàng ý đánh úp lại, chính là đến từ đại tỷ Diệp Khuynh Thành. Lục Vân trong lòng hơi kinh hãi. Đại tỷ làm sao vậy? Cho dù 15 năm không gặp, xa lạ, cũng không đến mức lạnh lùng với mình như vậy chứ. Nói đi, ngươi tiếp cận Ngô Gia Gia, đến tột cùng có mục đích gì? Diệp Khuynh Thành lạnh lùng mở miệng. Mục đích? Lục Vân ngẩn ra. Chị, chị đang nói gì vậy? Còn giả bộ? Ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi như vậy, cần bao nhiêu tiền nói thẳng. Đôi mắt Diệp Khuynh Thành băng hàng, lạnh lùng nhìn Lục Vân. Đã đến lúc này, Lục Vân làm sao có thể còn không rõ, sở dĩ đại tỷ lạnh lùng là bởi vì nàng coi mình là hàng giả. Thú vị đấy khóe miệng Lục Vân bỗng nhiên hiện lên một nụ cười, quyết định trêu chọc đại tỷ một chút, vì thế thân thể nằm về phía sau, toàn bộ phía sau lưng dán ở trên ghế ngồi, nhìn qua lưỡi nhát vô cùng. Ngươi đã biết ta là hàng giả, vì cái gì vừa rồi ở ngô gia gia chỗ đó, ngươi không vạch trần ta. Quả nhiên thừa nhận. Vẻ mặt Diệp Khuynh Thành càng lạnh như băng. Quả thật như Lục Vân suy nghĩ, nàng căn bản không cho rằng đệ đệ của mình còn sống, vừa rồi sở dĩ không vạch trần, là bởi vì không muốn làm mất hứng của Ngô Gia Gia. Những năm này Ngô Gia Gia biến hóa, Diệp Khuynh Thành lại nhìn ở trong mắt, rất đau lòng, nhưng vô kế khả thi. Hôm nay Ngô Gia Gia là mười mấy năm qua, nụ cười nhiều nhất một lần, Diệp Khuynh Thành không đành lòng vạch trần. Đương nhiên, những thứ này nàng không cần thiết cùng một cái giả hàng giải thích, cho nên không có trả lời Lục Vân vấn đề, mà là lạnh như băng nhìn hắn. Lục Vân tự tìm mất mặt, nhúng vai nói. Đưa tôi đoạn đường trước đi, tôi tiện đường với anh." Nói xong liền nhắm mắt lại. Diệp Khuynh Thành bất đắc dĩ đành phải nhìn tài xế. "Lái xe." Chiếc Porsche nhanh chóng lao ra ngoài, không ai nói gì trong suốt hành trình và không khí bên trong xe giảm xuống mức đóng băng. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành cũng là toàn bộ quá trình lạnh như băng. Xe đại khái chạy chừng 20 phút, Diệp Khuynh Thành đột nhiên nhíu mày đây không phải phương hướng đi tập đoàn Khuynh Thành. Tài xế dường như không nghe thấy, vẫn chạy thẳng tắp như trước. Diệp Khuynh Thành mơ hồ có loại cảm giác không ổn. Cọt kẹt. Cuối cùng, xe dừng lại ở một chỗ trống trải. Tài xế Hà Thuận quay đầu, cười nói. Diệp Tổng Giám Đốc, tất cả mọi người là vì kiếm miếng cơm ăn, hy vọng anh có thể hiểu cho tôi. Anh có ý gì? Đôi mắt Diệp Khuynh Thành lạnh như băng không có ý gì chỉ là muốn dịp tổng giám đốc phối hợp với tôi chụp vài tấm chỉ cần cô phối hợp tốt tôi chắc chắn sẽ không làm tổn thương cô nói xong hà thuận khóa chặt cửa xe hơn nữa từ dưới ghế xe lấy ra một cái máy ảnh cùng với một con dao sắc bén tổng giám đốc dịp anh là người thông minh hẳn là biết làm như thế nào hà thuận cười lạnh hai tiếng sau đó lại nhìn lục vân bên cạnh tiểu tử hôm nay ngươi may mắn vị này mỹ nữ tổng giám đốc thân thể không biết có bao nhiêu người ảo tưởng qua đây, người xem như có nhãn phúc. Rõ ràng, anh chuẩn bị dùng máy ảnh chụp được ảnh nóng của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành không có la to, ngược lại là khuôn mặt xinh đẹp băng hàng nhìn chầm chầm Hà Thuận. Ta muốn biết, đến tột cùng là ngươi cùng mỹ nhân tập đoàn có cấu kết, hay là Lưu Chí Phong cùng bọn họ có cấu kết? Tập đoàn Lệ Nhân cũng giống như tập đoàn Khuynh Thành, đều là thị trường mỹ phẩm dưỡng da, hai bên vẫn luôn tranh đấu gay gắt. Sắp tới, tập đoàn Khuynh Thành chuẩn bị đưa ra thị trường, nếu như lúc này tuôn ra ảnh xấu của Diệp Khuynh Thành, không thể nghi ngờ sẽ tạo thành đã kích trí mạng đối với tập đoàn Khuynh Thành. Mà trong miệng Diệp Khuynh Thành nhắc tới Lưu Chí Phong, lại là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, tài xế mới này chính là hắn tuyển vào. Hà Thuận chật chật ngạc nhiên nói. Đều nói Diệp Tổng Giám đốc băng tuyết thông minh, gan dạ sáng suốt hơn người, hôm nay tôi xem như tận mắt chứng kiến. Những lời này của hắn không thể nghi ngờ là khẳng định suy đoán của Diệp Khuynh Thành. Diệp Tổng Giám Đốc, con người của tôi, từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, nhất là đối với loại nữ thần cao cao tại thượng như cô, lại càng không đành lòng khinh nhận, cho nên cô vẫn là tự mình cởi đi. Nếu buộc tôi phải động thủ, thì không chỉ đơn giản là chụp ảnh, hắc hắc. Hà Thuận cười quái dị hai tiếng, tự hồ đã sớm dự đoán được Diệp Khuynh Thành sẽ không ngoan ngoãn phục tùng, trong con ngươi bắt đầu lóe ra tham lam dục hỏa. Nhưng đúng lúc này, bóp. Cổ tay Hà Thuận đột nhiên bị một bàn tay lớn nắm lấy, ngay sau đó, hắn liền nghênh đón cặp mắt rét lạnh thấu xương của Lục Vân. Dám ở trước mặt ta khi dễ tỷ tỷ ta, ngươi là muốn thể nghiệm một chút địa ngục tư vị sao? Giọng nói của Lục Vân cũng lạnh như con ngươi của hắn. Chinh chiến xa trường 5 năm, năm, lục vân biết vô số người chỉ cần đối phương toát ra một tia ác ý đều trốn không thoát hai mắt của hắn lúc vừa nhìn thấy người tài xế này lục vân liền từ trong ánh mắt lóe lên của anh ta nhìn ra vấn đề cho nên mới yêu cầu chị cả chở anh ta một đoạn đường hôm nay xem ra quả nhiên không đơn giản tiểu tử đừng không biết tốt xấu như vậy sắc mặt hà thuận trong nháy mắt âm trầm miễn phí cho em xem kịch còn chưa thỏa mãn còn muốn xem kịch chị em nữa. Hắn giật giật cánh tay, nhưng lại kinh hãi phát hiện, ngón tay của Lục Vân giống như là kiềm sắt không gì phá nổi. Đột ngột, răng rắc. Nương theo một tiếng nứt vỡ thanh thúy, xương cổ tay Hà Thuận trong nháy mắt nát bấy, dao nhỏ cũng rơi xuống theo. A, à, Hà Thuận làm sao có thể nghĩ đến, người chỉ lực sẽ đạt tới loại này khủng bố trình độ, chỉ dùng một chút, liền đem hắn xương cổ tay bóp nát. Kêu thảm một tiếng, Hà Thuận ném máy ảnh xuống, điên cuồng móc khóa cửa xe, chạy trốn ra ngoài. Nhưng mà rất nhanh, hai chân của hắn truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, ngay sau đó liền quỳ rạp xuống đất. Hai viên đá hình dạng bất quy tắc, khảm sâu vào phía sau đầu gối hắn. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? À, Hà Thuận gan mật đều nứt, một cổ sợ hãi trước nay chưa từng có, bao phủ trong lòng, toàn thân đều run rẩy kịch liệt. Tỷ tỷ của ta, ngay cả ta cũng không nỡ khi dễ ngươi là cái thá gì? Lục Vân lạnh lùng tiến lên, đập mạnh vào chỗ bị thương của Hà Thuận. A, à, lại là một tiếng kêu thảm thiết như dết heo, Hà Thuận trực tiếp đau ngất đi. Rồng có vẫy ngược, chạm vào sẽ chết. Lục Vân nghịch lân, chính là hắn bảy cái tỷ tỷ, ai dám động các nàng một cọng tóc gáy, nhất định phải thừa nhận đến từ thiên nhai vương lửa giận. Nếu đây là chiến trường, Hà Thuận đã sớm trở thành tử thi. Diệp Khuynh Thành cũng xuống xe theo, xuất hiện ở phía sau Lục Vân, thấy hắn bá đạo như thế, không nhìn được đôi mắt đẹp trung rẩy. Người đến tột cùng, là ai? Diệp Khuynh Thành hỏi. Lúc này, Lục Vân đột nhiên xoay người, cởi quần của mình xuống. Chị, chị xem. Chương 5 Bớt, tử sắc thiểm điện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Diệp Khuynh Thành lúng cuống trước nay chưa từng có kinh hoảng, mà ở trong kinh hoảng, trộn lẫn chính là vô cùng mãnh liệt nổi giận. Vừa rồi Lục Vân Trượng nghĩa tương trợ, Diệp Khuynh Thành đã đối với hắn có cái nhìn khác, căn cứ coi như không phải đệ đệ của mình, cũng có thể kết giao bằng hữu ý nghĩ, cùng hắn đáp một câu. Nhưng ai biết, lại phát sinh một màn như vậy. Diệp Khuynh Thành có loại vừa thoát khỏi bầy sói, rồi lại vào hang hổ cảm giác. Phẫn nộ dãy dù muốn đứng dậy, nhưng là kế tiếp nhìn thấy đồ vật, cũng là làm cho Diệp Khuynh Thành cả người đều dại ra. Lục Vân có một bí mật nhỏ, chính là ở bên ngoài đùi hắn, có một cái bớt, một cái bớt giống như ti chớp màu tím. Cái bớt này, bọn nhỏ trong viện phúc lợi cơ bản đều biết. Đương nhiên bảy người chị của hắn cũng biết. Cho nên khi Diệp Khuynh Thành nhìn thấy ti chớp màu tím thời điểm liền biết, thanh niên trước mắt này, chính là nàng xa cách 15 năm đệ đệ Lục Vân. Tiểu Lục Vân, thật sự là con, thật sự là con, tỷ tỷ cho rằng, sẽ không gặp lại con nữa. Diệp Khuynh Thành đứng dậy ông Lục Vân vào trong ngực, nước mắt không ngừng ào ào chảy ròng, giống như con sông vỡ đê. Lỗ mũi Lục Vân cay cay. Không thay đổi, hết thảy đều không thay đổi, đại tỷ vẫn là cái kia đại tỷ, 15 năm thời gian, căn bản không có làm cho hai người quan hệ trở nên xa cách, ngược lại càng ngày càng thân mật. Lục Vân rất cảm động, âm thầm thề, dư sinh nhất định sẽ dùng hết toàn lực bảo vệ chị gái. Chỉ là, vì sao luôn cảm giác có chỗ nào không đúng? Rất nhanh Lục Vân liền phát hiện có chỗ nào không đúng, cười khổ nói: "Chị, để em mặc quần vào đã." Diệp Khuynh thành đỏ mặt, bất quá rất nhanh lại trừng Lục Vân một cái. "Hại cái gì xấu hổ a, à, tỷ tỷ cũng không phải chưa thấy qua." "Không phải chị, có người ngoài." A, à, Diệp Khuynh thành kinh hô một tiếng, đột nhiên ý thức được nơi này không chỉ có hai người bọn họ. Vội vàng chạy tới kiểm tra Hà Thuận một chút, phát hiện hắn còn hôn mê dịp Khuynh Thành lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Chỉ sợ Hà Thuận nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới, lúc này thời gian, hắn liền bỏ lỡ một cái vô giá hình ảnh. Porsche 911 khởi động lại lái xe là dịp Khuynh Thành, Lục Vân ngồi ở ghế lái phụ. Hai tỷ đệ nhiều năm không gặp, tự nhiên có đề tài tán gẫu không hết. Trong đó dịp Khuynh Thành quan tâm nhất chính là Lục Vân là như thế nào từ 15 năm trước trong trận hỏa hoàng kia sống sót. Còn có 15 năm này, hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì? Lục Vân nhất nhất giải đáp, bất quá cũng không có nói hắn 5 năm chinh chiến sự tình, chỉ nói này 15 năm đều ở trên núi theo lão đạo sĩ tu luyện. Diệp Khuynh Thành sau khi nghe xong, sau kín liếc hắn một cái. Ngươi ở đây cùng tỷ tỷ kể chuyện sư tiên hiệp đâu? Nàng đương nhiên sẽ không tin chuyện thái quá như vậy. Nói thật chị lại không tin, Lục Vân cũng rất bất đắc dĩ. May mắn Diệp Khuynh Thành không có tiếp tục truy cứu, hưng phấn nói ra các tỷ tỷ của ngươi nếu biết ngươi còn sống hơn nữa còn trở thành một tiểu tử đẹp trai không biết sẽ có tâm tình như thế nào hắc hắc giữ bí mật trước ta chuẩn bị một đám cho các nàng kinh hỷ ngươi thật đúng là tiểu bại hoại dịp khuynh thành lộ ra nụ cười ngầm hiểu hai người một đường nói chuyện phím thời gian trôi qua thật nhanh chờ lấy lại tinh thần lúc khuynh thành tập đoàn đã đến khi hai người vừa nói vừa cười tiến vào khuynh thành cao ốc tất cả mọi người lộ ra biểu tình khó có thể tin. Băng sơn nữ thần của bọn họ, khi nào thì cùng một nam nhân thân mật như vậy. Xong rồi, tan nát cõi lòng. Đêm nay nhất định có vô số người mất ngủ. Mà chuyện đầu tiên Diệp Khuynh Thành làm khi trở lại công ty, chính là để cho quản lý bộ phận nhân sự lưu trí phong cúc đi. Không bao giờ dài dòng. Diệp Khuynh Thành chính là một nữ nhân mạnh mẽ vang dội như vậy chức quản lý bộ phận nhân sự trống ra, Diệp Khuynh Thành trừng mắt nhìn Lục Vân nói. Tiểu Lục Vân, có hứng thú làm quản lý chơi đùa hay không? Lục Vân cười khổ lắc đầu. Hay là tạm biệt đi, tôi dốt đặt cán mai về quản lý công ty. Hắn mặc dù là thiên nhai vương, bộ hạ 36 cương đều là danh chấn bác phương thần tướng, nhưng cái này cùng quản lý công ty vẫn là có khác nhau. Quản lý thiên nhai, chỉ cần có vũ lực cường đại là được, nhưng quản lý công ty lại cần các loại điều lệ chế độ lục vân cũng không am hiểu những thứ này diệp khuynh thành cũng là nói không sao chỉ là cho ngươi treo chức mà thôi có cái gì không hiểu an kỳ sẽ dạy ngươi cố an kỳ là thư ký của diệp khuynh thành quan hệ hai người rất tốt ở công ty là cấp trên cấp dưới đến nơi riêng tư chính là bạn thân nếu đại tỷ đã nói như vậy lục vân đành phải đáp ứng trước nếu cảm thấy không thích hợp tùy thời có thể rời khỏi Hai người đang nói, Cố An Kỳ gõ cửa đi vào. Đây là một cái gợi cảm nữ nhân, 25-26 tuổi tả hữu, mặc OL chế phục, một đôi rất tròn chân ngọc bị màu đen với chân gắt gao bao lấy, đi đường lúc uốn éo. Kính rộng vuông màu hồng phấn, che đi một nốt trủi lệ nơi khóe mắt cô. Tổng thể mà nói, Cố An Kỳ nhan sắc là tương đối khá, ở trong công ty chỉ sau cao lãnh nữ thần Diệp Khuynh Thành. Nhưng Lục Vân chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt đi trong lòng hắn không có nữ nhân nào sánh bằng bảy tỷ tỷ của hắn an kỳ em tới vừa lúc anh giới thiệu một người cho em làm quen diệp khuynh thành vừa cười vừa nói hắn là đệ đệ của ta lục vân ta chuẩn bị đem chức vị quản lý trống ra cho hắn ngươi cảm thấy như thế nào theo ánh mắt diệp khuynh thành cố an kỳ liếc lục vân một cái biểu tình có chút ý vị sâu xa vừa rồi lúc ở bên ngoài chợt nghe thấy các đồng nghiệp nghị luận nói tổng giám đốc mang theo một tiểu bạch kiểm trở về cố an kỳ đương nhiên không tin bởi vì cô biết ánh mắt của tổng giám đốc cực cao không phải ai cũng có thể lọt vào pháp nhãn của cô nhưng bây giờ xem ra tổng giám đốc quả nhiên sa đọa dịp tổng có mấy lời tôi không biết có nên nói hay không quan hệ hai người mặc dù tốt nhưng là ở trong công ty cố cô an kỳ vẫn là phi thường có chừng mực xưng hô dịp khuynh thành là dịp tổng dịp khuynh thành cười nói đều là người một nhà có lời gì nói thẳng đi vì thế cố an kỳ đẩy đẩy kính gọng vuông trên sóng mũi nói ra tôi cảm thấy công ty sắp đưa ra thị trường ban quản lý không nên dễ dàng thay đổi nhất là chức quản lý bộ phận nhân sự tình nguyện để trống cũng không nên để vị lục tiên sinh này nhậm chức ồ nói lý do đi cố an kỳ suy nghĩ một chút cuối cùng nói ra hai chữ phong bình ngươi có phải hay không cũng cho rằng lục vân là ta bao dưỡng tiểu bạch kiểm diệp khuynh thành cỡ nào thông tuệ lập tức lĩnh hội ý tứ của nàng cố an kỳ nói không phải tôi nghĩ mà là tất cả mọi người đều nghĩ như vậy công ty sắp đưa ra thị trường nếu lúc này truyền ra tin tức diệp khuynh thành vì đỡ tiểu bạch kiểm thượng vị đã rất nhân viên cũ tuyệt đối sẽ làm cho công ty phong bình bị hại diệp khuynh thành làm sao có thể không hiểu đạo lý này nhưng nàng không giải thích nhiều vung tay lên nói anh quyết định, từ bây giờ Lục Vân sẽ là quản lý bộ phận nhân sự của công ty chúng ta. An Kỳ, em dẫn anh ấy đi làm quen với hoàn cảnh. Chương 6 Chỉ là từ gia, nào dám? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong thang máy tòa nhà khuynh thành. Cố An Kỳ liên tục liếc mắt, đánh giá thanh niên bên cạnh, thỉnh thoảng toát ra ánh mắt khinh bỉ. Nàng cùng dịp khuynh thành cộng sự lâu như vậy, chỉ biết là Diệp Khuynh Thành có một đệ đệ không làm việc đàng hoàng, gọi là Vương Cương. Mà người trước mắt này, chưa từng gặp qua, cho nên hắn không phải tiểu bạch kiểm thì là cái gì? Chỉ là cố an kỳ không nghĩ ra, Lục Vân có tư cách gì trở thành tiểu bạch kiểm? Quần áo bình thường, khí chất bình thường, tướng mạo tuy rằng đủ tư cách, nhưng cũng không có đẹp trai phá trời, ít nhất là không xứng với Diệp Khuynh Thành. huống hồ, mặt của hắn tuyệt không trắng. Tôi không biết anh dùng thủ đoạn gì lừa gạt Diệp Tổng, nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất nên tránh xa cô ấy một chút. Khuynh thành tập đoàn phát triển tới hôm nay không dễ dàng, nếu bởi vì ngươi cá nhân, ảnh hưởng công ty đưa ra thị trường, ta cố an kỳ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Còn nữa, trước khi ăn thịt thiên Nga, tốt nhất nên suy nghĩ xem mình có đủ tư cách hay không, nếu là cóc ghẻ thì cứ thành thật ở trong giếng, đừng vọng tưởng một bước lên trời. Cố an kỳ lãi nhãi trong giọng nói tràn ngập khinh miệt cùng với khinh bỉ lục vân cô căm hận nhất chính là những thứ không thực tế này chỉ nghĩ đến tiểu bạch kiểm đường tà người rốt cuộc có nghe ta nói chuyện hay không cố an kỳ tức giận dậm chân nàng vừa rồi nói nhiều như vậy chính là hy vọng lục vân có thể tự mình hiểu lấy nhưng lục vân thì sao vẻ mặt hờ hững giống như khúc gỗ cố an kỳ đương nhiên tức giận thẳng đến khi cửa thang máy mở ra Lục Vân mới thản nhiên trả lời một câu. Cố An Kỳ, tôi hiểu tâm tình của cô, nhưng Lục Vân tôi làm việc như thế nào, còn chưa tới phiên cô khoa tay múa chân. Người nói cái gì? Cố An Kỳ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phẫn nộ xông lên đầu, sóng lớn trước ngực cũng rung rẩy vài cái. Cô đuổi theo ra khỏi thang máy, chuẩn bị răng dậy Lục Vân, nhưng một bóng dáng đi tới phía trước, lại làm cho sắc mặt của cô trong nháy mắt có biến hóa. Kính rộng vàng, Âu Phục Phạm Tư Triết, đồng hồ kim cương ca ti, khí tức công tử nhà giàu tràn tới trước mặt. Mà chủ nhân của những vật phẩm trang sức đắt tiền này, chính là từ gia đại thiếu từ khải. An Kỳ, ta nghe nói Khuynh Thành mang theo một tiểu bạch kiểm trở về, có phải thật hay không? Từ khải là dịp Khuynh Thành cùng nhiệt theo đuổi người, tại Khuynh Thành tập đoàn tai mắt rất nhiều, dịp Khuynh Thành chân trước vừa dẫn người trở về, hắn chân sau liền nhận được tin tức. Mục đích chuyến đi này, có vài phần tư thế hưng sư vấn tội. Cố An Kỳ sắc mặt khẽ biến nói. Từ thiếu gia từ nơi nào nghe được lời đồn, ngươi cũng không phải không biết chúng ta diệt tổng tính cách, làm sao có thể để mắt nam nhân khác. Nghe vậy, từ khải thở vào nhẹ nhõm nói. Tôi biết Khuynh Thành sẽ không làm ra chuyện hoang đường như vậy. Cố An Kỳ nhìn, trong lòng rất khó chịu. Anh công tử phong độ nhẹ nhàng như từ khải, cô sao có thể không động tâm, nhưng không có biện pháp, người ta thích chính là diệp tổng tài nghĩ tới đây cố an kỳ càng thêm tức giận trừng mắt nhìn lục vân thật không biết diệp tổng nghĩ như thế nào cương nhiên sẽ coi trọng người này so với từ thiếu gia hắn tính là một quả bóng a à. ngay khi cố an kỳ trừng mắt nhìn lục vân lục vân nói ra một câu trong nháy mắt làm cho nàng hoa dung thất sắc tôi chính là tiểu bạch kiểm mà chị khuynh thành mang về bá ánh mắt từ khải trong nháy mắt rơi xuống trên người lục vân nhiệt độ xung quanh dường như đột nhiên giảm xuống vài phần cố an kỳ đột nhiên phản ứng lại lớn tiếng quát lục vân ngươi nói hưu nói vượng cái gì dịp tổng cùng ngươi nửa xu quan hệ cũng không có cô liều mạng nháy mắt với lục vân nhưng mà lục vân lại phản phất như không phát giác cố tự nói có một số việc là giấu không được lúc ta cùng khuynh thành tỷ đi vào rất nhiều người đều nhìn thấy bùm trong đầu cố An Kỳ giống như động đất, sắc mặt tái nhợt không máu. Xong rồi. Lần này hoàn toàn xong rồi. Tên Lục Vân chết tiệt này là muốn phá hủy tập đoàn Khuynh Thành. Từ Khải vẻ mặt âm trầm vô cùng, nhìn chầm chầm Lục Vân nói. Ta cho ngươi một cơ hội, thuộc lại quan hệ giữa ngươi và Khuynh Thành. Chị Khuynh Thành là người cả đời này em đều phải bảo vệ. Lục Vân Thành thật nói. Ngươi còn dám nói lung tung. Cố An Kỳ quả thực tức điên lên, không nhìn được một cái tác tác vào mặt Lục Vân, kết quả lại bị Lục Vân trở tay bắt lấy. Đừng tưởng rằng ngươi là bằng hữu của Khuynh Thành Tỷ, ta cũng không dám đánh ngươi. Lục Vân lạnh lùng quét mắt nhìn Cố An Kỳ một cái, chỉ một cái này, đã làm cho người sau cả người phát lạnh, nửa ngày nói không ra lời. Từ Khải cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi chỉ sợ còn không biết thân phận của ta đi. Quả thật không biết. Vậy bây giờ ta nói cho ngươi biết, ta họ Từ, sau lưng là Giang Thành Từ gia. Vậy thì sao? Như thế nào? Từ Khải nhìn Lục Vân như nhìn một kẻ ngốc. Ta nói cho ngươi biết sẽ như thế nào, chúng ta Từ gia là khuynh thành tập đoàn lớn nhất con đường thương nhân, ngươi cảm thấy ta đem con đường một cửa, khuynh thành tập đoàn sẽ như thế nào? Nghe nói như thế, Cố An kỳ thân thể mềm mại run lên, nàng lo lắng nhất chuyện quả nhiên vẫn là đã xảy ra. Lục Vân này, quả thực chính là tai họa của Khuynh Thành tập đoàn. Nhưng rất nhanh, Cố An Kỳ liền phát hiện đây không phải là tệ nhất, tệ hơn còn ở phía sau. Chỉ nghe Lục Vân thản nhiên nói. Đừng nói Giang Thành, coi như là Kinh Thành hào môn, cũng không dám ở trước mặt ta làm càng như vậy, ngươi chính là tự gia, sao dám? Con đường thương nhân mà thôi, chỉ cần Lục Vân một câu nói, sẽ có vô số so với tự gia cường đại gấp trăm gấp ngàn lần thế lực, quỳ tới cửa thỉnh cầu hợp tác. Chỉ là một từ gia, hắn thật đúng là không để vào mắt. Nhưng mà lời này rơi vào trong tai Cố An Kỳ, lại cảm thấy Lục Vân điên rồi, hắn đâu chỉ là muốn phá hủy tập đoàn Khuynh Thành, căn bản là muốn cho tập đoàn Khuynh Thành vĩnh viễn không có ngày xoay người à. Lập tức. Lập tức. Quy xuống xin lỗi từ thiếu gia. Cố An Kỳ ra lệnh. Bốp. Đáp lại cô, là một cái tác. Ta nói rồi, không cần ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Cố An Kỳ hoàn toàn mơ hồ, dịp tổng rốt cuộc là từ nơi nào mang về một tên giả mang cùng vọng tự đại như vậy. Ta muốn gặp Khuynh Thành. Lúc này, Từ Khải đi về phía thang máy, chuẩn bị tìm dịp Khuynh Thành hỏi rõ ràng. Cửa thang máy mở ra. Dịp Khuynh Thành vừa lúc xuống. Lúc cô ở văn phòng trên lầu, cũng đã thông qua điện thoại nội tuyến, biết được tình huống, vội vàng chạy tới, bất quá hình như vẫn chậm một chút. Khuynh Thành, người tới vừa vặn, nói cho ta biết, tiểu tử này rốt cuộc là ngươi là ai? Từ Khải lớn tiếng hỏi. Diệp Khuynh Thành vốn là muốn giải thích, nhưng nghe thấy Từ Khải chất vấn như vậy, sắc mặt trong nháy mắt lạnh như băng xuống. Lục Vân là ai của tôi, hình như không liên quan gì đến Từ Đại Thiếu Gia. Khuôn mặt Từ Khải khựng lại. Lập tức. Giận dữ. Bình thường giả bộ băng thanh ngọc khiết như vậy, không nghĩ tới cư nhiên bao dưỡng tiểu bạch kiểm, thật sự là không biết liêm sĩ. Từ Khải tức giận nói. Diệp Khuynh Thành, ngươi đừng quên, Khuynh Thành tập đoàn có thể có ngày hôm nay, là ta tự gia công lao, ngươi là muốn bức ta đoạn tuyệt hợp tác sao? Ngươi tùy ý. Diệp Khuynh Thành làm sao không biết, cùng từ gia đoạn tuyệt hợp tác sẽ làm cho Khuynh Thành tập đoàn nguyên khí tổn thương lớn, nhưng là nàng thật sự chịu không được từ Khải thái độ, thật giống như mình là hắn nội định nữ nhân giống nhau. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất, Diệp Khuynh Thành nhìn về phía Lục Vân, thầm nghĩ, ta đời này liền nhận một đệ đệ này, ta không sủng hắn sủng ai. Chương 7 Người em trai này, có chút bá đạo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trên dưới tập đoàn Khuynh Thành, toàn bộ thành viên quanh đồng. Tổng giám đốc băng sơn Diệp Khuynh Thành của bọn họ, cương nhiên vì một tiểu bạch kiểm, cùng từ gia đại thiếu trở mặt. Có điên không? từ gia chính là kênh thương mại lớn nhất của khuynh thành tập đoàn a quả nhiên xác minh câu nói kia nữ nhân một khi bị tình cảm làm cho choáng váng đầu óc sẽ mất đi lý trí mạnh như dịp khuynh thành cũng trốn không thoát định luật này trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía dịp khuynh thành mặc kệ trực tiếp kéo lục vân rời khỏi khuynh thành cao ốc cũng không khéo chính là ở bên ngoài lại đụng phải vương cương vương cương vẫn là thiếu niên trước kia một chút cũng không thay đổi nhìn thấy dịp khuynh thành trong nháy mắt hắn liền quỳ xuống đại tỷ cầu ngươi lại cho ta hai mươi vạn đi đây thật là một lần cuối cùng ta thề nguyên lai vương cương cầm dịp khuynh thành lúc trước cho hai mươi vạn không có đi trả nợ mà là muốn lật vốn kết quả lại thua sạch cúc nhìn thấy ngươi ta liền ghê tởm dịp khuynh thành tâm tình cực kém vương cương vừa vặn đụng vào họng súng đương nhiên không chiếm được trái cây tốt ăn chiếc toát chờ gầm lên và rời đi. Trên đường về nhà, Lục Vân nhìn sườn mặt nghiêm túc của đại tỷ, ấy nấy nói. Tỷ, không phụ lòng. Ngày đầu tiên trở về đã làm cho đại tỷ không bớt lo như vậy, Lục Vân cũng rất bội phục mình. Diệp Khuynh Thành sắc mặt hòa hoãn lại, nói. Tiểu Lục Vân ngươi nói cái gì, đây cũng không phải lỗi của ngươi. Cô đã sớm chịu đủ dây dưa của Từ Khải, chỉ là ngại thân phận thương nhân của đối phương, mới không trở mặt. Cho dù hôm nay không có Lục Vân, mâu thuẫn này sớm muộn gì cũng bùng nổ. "Chị, em nghiêm túc suy nghĩ một chút, chức vụ quản lý bộ phận nhân sự này vẫn không thích hợp với em." Két két. Diệp Khuynh Thành đạp mạnh thắng xe, quay đầu lại trừng Lục Vân, tức giận nói ra. "Hai tỷ đệ chúng ta đang ngồi ngay ngắn, còn sợ người khác nói nhảm sao?" Lần này cô thật sự tức giận. Mặc kệ người trong công ty nghị luận như thế nào, Diệp Khuynh Thành đều không sao cả, nhưng lời nói của Lục Vân làm cho cô rất thương tâm. Không phải chị, chị hiểu lầm em rồi. Lục Vân vội vàng giải thích. Tôi chỉ quen với tự do, thật sự không thích hợp quản lý công ty, không liên quan đến tin đồn. Diệp Khuynh Thành trầm mặt một hồi, cuối cùng thở dài nói. Được rồi, chỉ cần em vui vẻ là được. Đúng rồi chị, ngày mốt công ty chỉ có buổi họp báo sản phẩm mới phải không? hiện tại tôi có chút lo lắng luôn cảm thấy từ khải và tập đoàn lệ nhân sẽ không từ bỏ cam nghĩ tập đoàn khuynh thành chuẩn bị trước khi đưa ra thị trường tổ chức một buổi họp báo sản phẩm mới trọng điểm giới thiệu sản phẩm mới của công ty phóng viên cũng đã liên lạc trước nhưng từ chuyện xảy ra gần đây mà xem buổi họp báo này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy dịp khuynh thành rất đau đầu biệt thự thảm cỏ nơi dịp khuynh thành thường ở hoa viên vần quanh Bóng bướm nhẹ nhàng. Mỗi khi đẩy cửa viện ra, hương thơm của đóa hoa đánh tới trước mặt, phiền não của Diệp Khuynh Thành đều sẽ bị quét sạch. Lục Vân nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc nói: "Chị, căn nhà lớn như vậy, chỉ có một mình chị ở sao?" "Ừ, các chị gái của cậu gần đây đều rất bận rộn, trở về ít, nếu như không phải cậu nói muốn giữ bí mật, tối nay tôi khẳng định sẽ gọi điện thoại bảo họ về nhà." Diệp Khuynh Thành đã thay quần áo rộng thùng thình hơn nữa còn là áo in hình thỏ trắng, rất là đáng yêu. Có một loại trong nháy mắt từ cao lãnh nữ thần, biến thành hàng xóm tỷ tỷ cảm giác. Tiểu Lục Vân, em ở phòng khách xem TV, chị nấu cơm cho em đi. Diệp Khuynh Thành nói. Không cần phiền toái như vậy, chị ăn bát mì là được. Cái này, có thể quá tùy tiện hay không? Không đâu, còn nhớ hồi nhỏ chúng ta không có đồ ăn vặt, Chị thường lén lấy nồi của ông Ngô nấu mì cho chúng ta ăn, em cũng rất muốn hoài niệm hương vị khi còn bé. Vậy. Được rồi. Diệp Khuynh thành nhất thời hóa thân thành đầu bếp xinh đẹp, ở phòng bếp bận rộn một hồi, chỉ chốc lát liền bưng ra hai chén trứng gà nóng hôi hổi nấu mì. Lục Vân ăn như hổ đói, một bên còn khen không dứt miệng nói: "A, à, chị, mì chị nấu vẫn có hương vị giống như trước, đã rất lâu rồi em không được ăn." Nếu em thích chị sẽ làm cho em cả đời. Nhìn Lục Vân uống không còn một giọt nước mì, đôi mắt Diệp Khuynh Thành cười thành hình trăng lưỡi liền. Lúc chuẩn bị thu dọn bát đũa, Lục Vân lại dành trước một bước đứng lên nói. Chị, để cho em đi, tay chị da mịn thịt mềm như vậy, dễ dàng bị nước tẩy rửa làm bị thương. ơ ờ, tiểu Lục Vân cư nhiên biết đau lòng tỉ tỉ. Diệp Khuynh Thành lộ ra nụ cười vui mừng, không có cùng Lục Vân đoạt, nói. Vậy tỉ tỉ đi tắm trước nói xong liền đi vào phòng tắm. Nhưng sau khi tắm rửa xong, Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên trợn tròn mắt. Cô lại quên mang đồ ngủ. Trước kia trong phòng chưa từng có vào qua nam nhân, Diệp Khuynh Thành đều là trực tiếp tắm rửa xong liền đi ra, không chỉ là nàng, nàng tỉ muội cũng là như thế. Nhìn quần áo bẩn đã ném vào máy giặt, Diệp Khuynh Thành lâm vào trầm tư. Mặc hay không mặc, đó là một vấn đề. Cuối cùng, Diệp Khuynh Thành cầm một cái khăn tắm màu trắng, chuẩn bị thừa dịp lục vân xem tivi lặng lẽ trở về phòng nhưng là đi đến một nửa dưới chân đột nhiên trượt ao chị không sao chứ đừng qua dịp khuynh thành chữ đến còn chưa kịp nói ra lục vân cũng đã xuất hiện ở trước mặt của nàng khuôn mặt xinh đẹp thoáng cái đỏ thấu lục vân cũng ngây dại tình huống gì hắn nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đại tỷ lập tức chạy tới sau đó liền nhìn thấy đại tỷ té ngã trên mặt đất Lục Vân ngẩn ngơ một lát, phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bước lên ôm lấy Diệp Khuynh Thành. "Tiểu Lục Vân, ngươi." Diệp Khuynh Thành mặt đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Hai người mặc dù thân mật như tỷ đệ, nhưng dù sao không có quan hệ huyết thống, tiểu Lục Vân sẽ không phải là muốn. Diệp Khuynh Thành cực kỳ khẩn trương. Lúc này, Lục Vân đột nhiên mở miệng hỏi. "Trong nhà có y?" "Ốc không." "Có, trong tủ dưới TV." Sau khi Lục Vân ông đại tỷ lên giường, lập tức xoay người ra khỏi phòng, tìm y. Ốc và tâm bông. Thừa dịp này, dịp khuynh thành vội vàng đem váy ngủ mặc vào. Đầu gối của anh bị thương, tôi giúp anh bôi thuốc khử trùng y. Ốc. Lục Vân dùng tâm bông chấm thuốc y. Ốc, nghiêm túc lau vết trầy da trên đầu gối chị cả. Ta. Ta tự mình làm đi. Thanh âm dịp khuynh thành khẽ run rẩy nói mặc dù cô đã mặc váy ngủ nhưng tương đối mà nói vẫn tương đối đơn bạc lấy tư thế như vậy đối mặt với lục vân thật sự có chút xấu hổ đừng lộn xộn nhưng mà lúc này lục vân lại quát khẽ một tiếng vẻ mặt nghiêm túc dịp khuynh thành hơi ngẩn ra sau đó vô cùng ngượng ngùng đem đầu vùi vào trong chăn xấu hổ muốn chết vẫn còn đệ đệ này hình như có chút bá đạo đêm nay lục vân ngủ rất say Ngày hôm sau lúc thức dậy, chị cả đã đến công ty, trong phòng khách có bữa sáng chị ấy làm xong, còn để lại một tờ giấy tình yêu. Tiểu bại hoại, phải ngoan ngoãn ăn sáng nha. Phía sau vẽ một khuôn mặt tươi cười. Trong lòng Lục Vân tràn đầy hạnh phúc. Đừng thấy đại tỷ ở bên ngoài rất lạnh, về đến nhà, tuyệt đối là một đại tỷ tỷ noãn tâm. Cho nên, mình càng không thể để cho nàng bị nửa điểm ủy khuất. Nghĩ tới đây, trong con ngươi Lục Vân đột nhiên hiện lên một tia sáng lạnh lùng, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số đặc thù. Chương 8 Nam Giang Vương, Bái Kiến Trời Cao Thần Quân Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Vương, có gì phân phó? Điện thoại bấm số, truyền đến một thanh âm vô cùng cung kính. Giúp tôi xâm nhập một mạng tư nhân, tôi muốn tất cả tài liệu và ảnh chụp trong máy tính của hắn, thời gian nhanh nhất cho tôi. Tuân lệnh Lục Vân lời ít ý nhiều, sau khi cúp điện thoại, gửi cho đối phương một bản sơ yếu lý lịch cá nhân. Chủ nhân sơ yếu lý lịch, chính là Lưu Chí Phong. Ngày hôm qua lúc dịp khuyên thành khai trừ Lưu Chí Phong, Lục Vân ở hiện trường, thông qua quan sát, phát hiện Lưu Chí Phong người này không đơn giản. Đầu tiên, đối mặt dịp khuyên thành chất vấn, hắn cương nhiên ngay cả giải thích cũng lười giải thích, trực tiếp thừa nhận cùng mỹ nhân tập đoàn có cấu kết. Tiếp theo, lúc hắn rời đi, khóe miệng rõ ràng hiện ra một tia cười lạnh, tự hồ đang dự mưu cái gì. Kết hợp với hướng đi gần đây của tập đoàn Khuynh Thành, Lục Vân cảm thấy có khả năng xảy ra vấn đề nhất, chính là buổi họp báo sản phẩm mới ngày mai. Vì thế hắn từ trong kho thông tin của công ty, sao chép sơ yếu lý lịch cá nhân của Lưu Chí Phong. Chỉ cần tìm người hát máy tính của Lưu Chí Phong, nhất định có thể bắt được một ít nhược điểm, phòng ngừa hắn săn bậy trong buổi họp báo. Đây là chiến lược bảo hiểm của Lục Vân. Ăn xong bữa sáng đi. Lục Vân chuẩn bị xuống lầu tản bộ, đi tới vườn hoa biệt thự, đã thấy ngoài cửa viện, một bóng người đứng thẳng tắp. Đó là một nam nhân chừng 40 tuổi, mặt chữ quốc, để râu ngắn một vòng, khuôn mặt thoạt nhìn rất có vài phần uy nghiêm. Tên hắn là Leo. Người của Giang Thành, càng quen gọi hắn là Nam Giang Vương. Nam Giang Vương lôi áo, bái kiến Vân Thiên Thần Quân. Giọng nói của trai ô vang dội, và ngay khi nhìn thấy Lưu Dung, cơ thể anh đã bị uống công mạnh đến 90 độ. Hắn đã chờ ở đây hơn một giờ. Toàn bộ quá trình sống lưng thẳng tắp, tự hồ chỉ cần có một khắc lười biếng cũng không đủ để biểu đạt tôn kính của hắn. Cho đến khi Lục Vân xuất hiện, mới cuối người 90 độ. Tin tức của ngươi thật là linh thông. Lục Vân liếc lôi áo một cái, thản nhiên nói. Hắn không biết cái gì Nam Giang Vương, nhưng là có thể cảm giác được, đối phương là có một ít công phu nền tảng ta có một huynh trưởng, là bộ hạ của Thiên Cơ tướng quân, cố ý dặn dò ta phải chiếu cố tốt thần quân điện hạ. Chăm sóc. Sợ là để anh lấy lòng tôi. Lục Vân hừ lạnh một tiếng. Lôi áo không dám. Mồ hôi lạnh trên người leo, trong khoảnh khắc như thác nước rơi xuống, trong lòng cũng giống như bị một ngọn núi lớn gắt gao ngăn chặn, không thở nổi. Khí thế của Vân Thiên thần quân, thật là đáng sợ người bình thường có thể sẽ cảm thấy khí chất của hắn bình thường nhưng chỉ cần hơi hiểu rõ người của hắn liền biết càng bình thường càng đáng sợ leo chính là như thế nếu như không biết trước thân phận của lục vân hắn sẽ cảm thấy lục vân chính là một thanh niên bình thường không có gì lạ nhưng sau khi biết thân phận của lục vân mỗi lời nói cử chỉ kia đều có thể mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực lớn không cần khẩn trương mặc kệ là chiếu cố cũng được lấy lòng cũng được người tới cũng đúng lúc ngay tại thời điểm leo cảm giác sắp hít thở không thông, một câu nói của Lục Vân, làm cho hắn trong nháy mắt lấy lại được cuộc sống mới. Nguyện nghe thần quân điện hạ sai khiến. Được. Lục Vân gật đầu. Có vài chuyện, ta cần ngươi giúp ta đi làm. Thứ nhất, 15 năm trước cô nhi viện ánh mặt trời trận hỏa hoạn kia, ta hoài nghi cùng trác tuyệt bất động sản có liên quan, ngươi trọng điểm tra một chút bọn họ người phụ trách. Thứ hai, ngày mai công ty chị tôi, tập đoàn Khuynh Thành, có một buổi họp báo sản phẩm mới, tôi hy vọng cô có thể làm gương. Thứ ba, Lục Vân dặn dò xong, lôi áo cung kính rời đi, tâm tình kích động dị thương. Có thể thay Vân Thiên Thần Quân làm việc, là vô số người tha thiết ước mơ sự tình, hắn lôi áo may mắn lấy được này vinh hạnh đặc biệt, không biết muốn cho bao nhiêu người ghen chết ánh mắt. Mà sau khi leo rời đi không lâu, Lục Vân liền nhận được một tin nhắn nhắc nhở qua hòm thư. Trở lại phòng, dùng máy tính của chị cả đăng nhập vào hòm thư, tải tập tin nén bên trong xuống. Giải áp mở ra, tất cả đều là một ít nội dung mạnh mẽ. Khóe miệng Lục Vân không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Rất biết chơi a. À. Ngày mai Lưu Chí Phong không gây chuyện còn tốt, nếu là không biết tốt xấu, bằng những văn kiện này cũng đủ để cho hắn thân bại danh liệt. Ngày hôm sau, Phong hội nghị lầu 13 cao ốc Khuynh Thành. Truyền thông lục tục vào sân. Diệp Khuynh Thành nhiều lần nhấn mạnh nói: "Nhất định phải kiểm tra thật tốt thể công tác của bọn họ, đừng cho người không liên quan chờ vào." Bộ trưởng An Ninh Quách Huy vỗ ngực cam đoan: "Diệp tổng, tôi làm việc anh cứ yên tâm." Nhưng lúc chuẩn bị ở hậu trường, Diệp Khuynh Thành vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Lục Vân nhéo nhéo lòng bàn tay cô hỏi: "Sao vậy chị?" "Tôi không biết, mí mắt phải của tôi đã nhảy từ sáng sớm." luôn cảm thấy có điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Không có việc gì, có ta ở đây, cho dù trời sập ta cũng sẽ giúp ngươi chống đỡ. Ngươi sẽ an ủi ta." Diệp Khuynh Thành trừng Lục Vân một cái, mặc dù biết thật sự có chuyện phát sinh, Lục Vân cũng không giúp được gì, nhưng có những lời này của hắn, chẳng biết vì sao trong lòng an ổn hơn rất nhiều. Đúng 10 giờ, buổi họp báo diễn ra đúng giờ. Diệp Khuynh Thành sửa sang lại một chút trang điểm, đi tới trước đài nhất thời để cho vô số truyền thông lâm vào kinh diễm. Bọn họ trước kia ít nhiều đã nghe nói qua tên Diệp Khuynh Thành, biết Giang Thành có một vị mỹ nữ tổng giám đốc như vậy, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy nói quá sự thật. Đầu năm nay, chỉ cần là một nữ nhân ngũ quan đoan chính, tỉ mỹ ăn mặc một phen đều có thể được gọi là mỹ nữ. Nhất là dưới sự gia trì của Mỹ Nhan và Lộc Kính, Phượng Tỷ cũng có thể biến thành Phượng Tiên. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Khuynh Thành xuất hiện, bọn họ phát hiện mình sai rồi. Diệp Khuynh Thành dáng người cao gầy, khí chất xuất chúng, nhất là nàng cái kia trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, không giống những kia võng hồng đồng dạng trang điểm đậm diễm bôi, chỉ hơi điểm suyết chút trang sức nhẹ, cũng đủ để miễu sát chính thành chính nữ nhân. Người cũng như tên, một cố khuynh thành. Các phóng viên trong nháy mắt tỉnh táo lại. Biểu hiện của Diệp Khuynh Thành cũng không làm cho bọn họ thất vọng, hào phóng khéo léo, đâu vào đấy giới thiệu sản phẩm mới của công ty, hoàn toàn nhìn không ra lúc cô ở dưới đài khẩn trương. Nửa chặng đầu buổi họp báo tiến hành vô cùng thuận lợi. Diệp Khuynh thành âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình có thể thật là buồn lo vô cớ. Nhưng cũng không lâu lắm, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy một nữ phóng viên đột nhiên đứng lên hỏi. Có tin tức nói, Diệp tổng giám đốc vì để cho tiểu Bạch kiểm thượng vị, không tiếc đá rớt công ty lão nhân viên, xin hỏi tin tức có phải là thật hay không? Bá sắc mặt mọi người khuynh thành tập đoàn nháy mắt phóng viên này xảy ra chuyện gì ai bảo anh hỏi ra vấn đề vô tri như vậy vài gã bảo vệ tập đoàn chuẩn bị đuổi nữ phóng viên này ra khỏi hội trường nhưng bộ trưởng bảo vệ quách huy lại ngăn cản bọn họ mời dịp tổng giám đốc trả lời câu hỏi của tôi nữ phóng viên nhất quyết không buông tha những phương tiện truyền thông khác cũng gắt gao đem ống kính tập trung ở trên mặt dịp khuynh thành so với sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành, bọn họ càng ham thích khai thác sinh hoạt riêng tư của mỹ nữ tổng giám đốc. Diệp Khuynh Thành mặt lạnh băng nói. Vấn đề này không liên quan đến nội dung buổi họp báo hôm nay, tôi từ chối trả lời. Sao lại không liên quan chứ? Lúc này, cửa phòng họp đột nhiên bị người đẩy ra, Lưu Chí Phong cười lạnh đi vào. Đi cùng hắn, còn có Hà Thuận. Ho sung ngồi trên xe lăn với hai chân đầy thạch cao và một cánh tay cũng được cuốn bằng băng, trên ngực. Bộ trưởng an ninh Quách Huy nhìn thấy một màn như vậy, chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động tiến lên giúp Hà Thuận đẩy xe lăn. Lập tức liền có phóng viên đem microphone đưa tới Lưu Chí Phong bên miệng. Xin hỏi vị tiên sinh này, anh là cùng khuynh thành tập đoàn có ân oán gì sao? Đương nhiên, tôi chính là vị nhân viên kỳ cựu bị dịp khuynh thành sa thải kia. Chương 9 Đã kích, tiếp tung mà tới bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nhìn thấy Lưu Chí Phong trong nháy mắt, Diệp Khuynh Thành liền biết tình huống không ổn, quát lạnh. Lưu Chí Phong, ngươi đã không phải bản tập đoàn công nhân viên chức, mời ngươi đi ra ngoài. Ha ha, Diệp Tổng Giám Đốc, anh vội đuổi tôi đi như vậy, là sợ tôi vạch trần chuyện xấu xa của anh sao? Lưu Chí Phong cười lạnh. Diệp Khuynh Thành mày liễu dựng thẳng. Ta Diệp Khuynh Thành làm việc quan minh lỗi lạc, không sợ ngươi dội nước bẩn chỉ là ngươi nói nội dung cùng hôm nay buổi họp báo không quan hệ cho nên mời ngươi rời đi ha ha chờ ta nói xong ngươi sẽ biết có quan hệ hay không lưu chí phong tiếp tục cười lạnh lưu tiên sinh anh có thể nói rõ sự tình cụ thể đã trải qua không một phóng viên hỏi nhất thời tất cả ống kính đều nhắm ngay lưu chí phong không ai chú ý đến sản phẩm mới của tập đoàn khuynh thành nữa đương nhiên có thể ta hôm nay tới chính là vì sẽ mở dịp Khuynh Thành dối trá khuôn mặt, cho các ngươi nhìn xem nội tâm của nàng, đến tột cùng có bao nhiêu xấu xí. Lưu Chí Phong hắng giọng, tiếp tục nói: "Tôi tên là Lưu Chí Phong, trước kia là quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, ở công ty cẩn trọng mười mấy năm. Có thể nói, Khuynh Thành tập đoàn có thể có thành tựu như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể thiếu một phần cống hiến của Lưu Chí Phong. Hôm nay công ty sắp đưa ra thị trường, tôi cũng rất vui." cảm thấy nỗ lực nhiều năm của mình cuối cùng cũng có hồi báo nhưng nhưng dịp khuynh thành nữ nhân này qua sông đoạn cầu vì đỡ nàng tiểu bạch kiểm thượng vị lại đem ta cái này lao khổ công cao nguyên lão cấp nhân vật đã ra công ty các ngươi cảm thấy như vậy có công bằng không lưu chí phong lớn tiếng lên án các phương tiện truyền thông nghị luận sôi nổi ánh mắt nhìn về phía dịp khuynh thành hoàn toàn thay đổi thật sự là tri nhân tri diện bất tri tâm a nữ nhân này bộ dạng xinh đẹp như vậy, không nghĩ tới lại là tâm địa rắn rết. Công ty như vậy còn muốn đưa ra thị trường. Đi viếng mộ còn kém không nhiều lắm. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành trầm xuống. Lưu Chí Phong ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi cấu kết mỹ nhân tập đoàn trước. Ta không truy cứu ngươi hình sự trách nhiệm đã là không tệ rồi, ngươi lại còn dám trả đũa, mặt mũi không cần. Tôi cấu kết với tập đoàn lệ nhân. Diệp Khuynh Thành Cô nói chuyện cần phải nói chứng cứ. Ngày đó ở văn phòng tôi, có phải chính miệng cô thừa nhận cấu kết với tập đoàn Mỹ Nhân không? Chê cười. Lưu Chí Phong hét lớn một tiếng, chỉ vào đám truyền thông nói: "Giả sử các ngươi phản bội công ty, sẽ chính mình đứng ra thừa nhận sao?" Mọi người nhao nhao lắc đầu. Kẻ ngốc mới có thể đứng ra thừa nhận mình cấu kết với công ty khác. Cách nói này của Diệp Khuynh thành quá không nghiêm cẩn ủy khuất nhất chính là huynh đệ hà thuận của ta lưu chí phong lại chỉ chỉ hà thuận trên xe lăn tức giận bất bình nói hắn vốn là dịp khuynh thành tài xế cũng là hắn trước hết phát hiện dịp khuynh thành bao dưỡng tiểu bạch kiểm kết quả cũng bởi vì khuyên bảo hai câu các ngươi nhìn xem hắn bị đánh thành bộ dáng gì tất cả ống kính trong nháy mắt di chuyển đến trên người hà thuận hà thuận cũng hết sức phối hợp lấy ra một tờ giấy chẩn đoán nghiến răng nghiến lợi nói đây là bệnh viện chẩn đoán cho tôi, xương cổ tay phải bị gãy, dây chằng hai bên đầu gối bị rách. Bùng. Giống như là một quả bom nước sâu đột nhiên nổ tung, toàn trường sôi trào. Thật quá đáng. Quả thực mắt không vương phát. Như vậy một cái tâm địa ác độc nữ nhân lại còn có mặt mũi đứng ở trên đài tổ chức họp báo, mau cút xuống đi. Diệp Khuynh Thành, cô phải cho chúng tôi một lời giải thích phải trả lại công đạo cho Hà Thuận Tiên Sinh và Lưu Chí Phong Tiên Sinh. Dư luận trong nháy mắt nghiêng sang một bên, tất cả phóng viên truyền thông đều lòng đầy căm phẫn. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành hơi trắng bệch, thanh âm run rẩy nói: "Lưu Chí Phong, ngươi luôn miệng nói ta đỡ Tiểu Bạch kiểm thượng vị, luôn miệng nói ta phái người đánh Hà Thuận, chứng cớ đâu?" Điều duy nhất cô có thể làm trước mắt chính là yêu cầu Lưu Chí Phong đưa ra chứng cứ. Lưu Chí Phong hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lại, lúc này, một người đàn ông trung niên ngồi ở hàng đầu đột nhiên đứng lên. "Ta có chuyện muốn nói." Hắn tên là Tưởng Đào, là quản lý bộ phận nhân sự đương nhiệm của tập đoàn Khuynh Thành, trước kia khi Lưu Chí Phong còn tại vị, hắn là phó chức. "Tôi có thể chứng minh, Lưu Chí Phong nói thật." Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hắn muốn thay dịp Khuynh Thành nói chuyện lúc, lại không nghĩ tới, Tưởng Đào cư nhiên đứng ở Lưu Chí Phong bên này. Toàn trường chấn động, Diệp Khuynh thành thân thể mềm mại run rẩy nói. Tưởng đào ngươi đang nói cái gì? Tôi nói cái gì, Diệp Tổng Giám Đốc sẽ không hiểu sao. Toàn bộ mọi người trong công ty đều biết, vị trí quản lý này, anh vốn muốn để lại cho tiểu bạch kiểm kia, sau đó là bị áp lực, mới nhường chức vị cho tôi. Tưởng đào vừa nói, vừa tháo thẻ công tác xuống, thiết cốt bong bong nói. Tưởng đào tôi, không ăn món ăn xin này. Bùm. Diệp Khuynh Thành thân thể kịch liệt trung lên, nhưng là không đợi nàng tỉnh táo lại, phòng họp cửa lớn lần nữa bị người đẩy ra. Lần này đi vào, chính là từ gia đại thiếu từ Khải, cùng với Vương Cương. Tưởng tiên sinh nói rất đúng, nữ nhân như Diệp Khuynh Thành, căn bản không đáng để ngươi vì nàng hiệu lực, rời khỏi Khuynh Thành tập đoàn, từ gia ta, tùy thời hoan nghênh ngươi gia nhập. Từ Khải lên sân khấu, lần thứ hai đẩy phóng viên truyền thông lên cao trào. Bọn họ đều biết, từ gia là con đường thương mại lớn nhất của tập đoàn Khuynh Thành, từ thiếu gia lại là người theo đuổi cùng nhiệt của Diệp Khuynh Thành, sao hắn cũng tới. Đúng rồi, nhất định là Diệp Khuynh Thành bao dưỡng tiểu bạch kiểm hành vi, chọc giận hắn. Quả nhiên, Từ Khải tiếp nhận microphone của một phóng viên đưa tới nói. Tôi tuyên bố, từ nay về sau, đoạn tuyệt tất cả hợp tác với Khuynh Thành tập đoàn. Sau đó hắn lại nhìn về phía Vương Cương. Ngươi không phải cũng có chuyện muốn nói sao? bây giờ có thể nói rồi. Nói xong đưa micro cho Vương Cương. Đáy mắt Vương Cương hiện lên một tiêu oán hận, thầm nghĩ, dịp khuyên thành, từ thiếu đáp ứng sẽ giúp ta trả nợ cờ bạc, cho nên đừng trách ta, là người bất nhân trước. Ta gọi Vương Cương, cùng dịp khuyên thành giống nhau, tại dương quan cô nhi viện lớn lên, cho nên biết nàng làm người, dịp khuyên thành từ nhỏ liền thích bắt nạt những hài tử khác, trong đó bao gồm ta ở bên trong. Vương Cương một trận đổi trắng thay đen, đem chuyện trước kia hắn đã làm ở viện Phúc Lợi, toàn bộ đổ lên người Diệp Khuynh Thành. Chuyện khi còn bé ta cũng không đề cập tới, liền nói gần đây, lão viện trưởng bệnh nặng, cần một số tiền lớn chữa bệnh, ta vô số lần tìm được Diệp Khuynh Thành, quỳ cầu nàng vay tiền. Nhưng Diệp Khuynh Thành thì sao, không cho mượn còn chưa tính, còn mắng tôi là vô lại, bảo tôi cút. Sau khi Vương Cương lên án xong, là một hồi trầm mặt thật lâu toàn bộ phòng hội nghị bao phủ ở một cổ áp lực trong bầu không khí loại áp lực này là lửa giận bộc phát trước dấu hiệu dịp khuynh thành ngươi chính là cặn bã cá nhân rốt cục trải qua một đoạn trầm mặc dài dòng mà đè nén lửa giận của mọi người hoàn toàn bộc phát dịp khuynh thành ngươi loại này vong ân phụ nghĩa nữ nhân căn bản không xứng sống mau đi chết đi là phụ nữ tôi cảm thấy xấu hổ thay cho cô cô là đồ đê tiện không biết xấu hổ Diệp Khuynh Thành, anh chúc em sớm xuống địa ngục. Công kích cùng khiển trách mãnh liệt, làm cho thân thể Diệp Khuynh Thành lung lay sắp đổ, nước mắt lăn xuống. Không phải không phải như vậy, hắn nói những thứ này ta đều chưa từng làm qua. Diệp Khuynh Thành liều mạng lắc đầu, quỷ khuất nước mắt làm ướt vạt áo, nhưng là, căn bản không ai nghe nàng giải thích. Bọn họ đã nhận định, Diệp Khuynh Thành chính là cái vong ân phụ nghĩa qua sông đoạn cầu hơn nữa còn không biết liêm sĩ rắn rết nữ nhân cô nên bị chết đuối trong nước bọt của mọi người. Diệp Khuynh Thành, cô che giấu cũng thật sâu a, à, cố An Kỳ tôi cùng cô làm tỉ mùi lâu như vậy, cương nhiên cũng không có nhìn thấu thái độ làm người của cô. Cố An Kỳ cười lạnh tháo xuống công tác bài, dùng sức nện trên mặt đất. Cùng ngươi người như vậy cộng sự, ta cảm thấy mất mặt. An Kỳ, ngay cả em cũng. Diệp Khuynh Thành cho dù kiên cường hơn nữa, cũng không chịu nổi đã kích liên tiếp như vậy, rốt cục hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Nhưng ngay khi nàng sắp ngã xuống đất, một đạo thân ảnh đột nhiên từ hậu trường lao ra, tiếp được đạo thân thể nhu nhược kia. Các ngươi hôm nay, một người cũng đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm. Chương 10 Rung rẩy cho ta tận tình run rẩy một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngay từ đầu lúc Lưu Chí Phong đi ra dội nước bẩn, Lục Vân cũng đã rất tức giận, nhưng hắn không lên tiếng hắn đang nhẫn hắn muốn nhìn xem đối phương đến tột cùng có bao nhiêu người đến tột cùng sẽ dùng bao nhiêu loại thủ đoạn đến khi dễ tỷ tỷ của mình quách huy hai s o o n tưởng đào hứa khải vương cương và cố an kỳ bọn họ từng người một nhảy ra chửi bới bôi nhọ vũ nhục đại tỷ. còn có những phương tiện truyền thông này nghe những lời phiến diện dưới tình huống không có bất kỳ chứng cứ thực chất nào khiển trách công kích chỉ khuynh thành lửa giận trong lòng lục vân sớm đã là một tầng một tầng một tầng lại một tầng tích góp từng tí một vô cùng vô tận hết lần này tới lần khác lúc này lưu trí phong còn phi thường không biết tốt xấu chỉ vào lục vân nói chính là hắn hắn chính là dịp khuynh thành bao dưỡng tiểu bạch kiểm bá thân ảnh lục vân trong nháy mắt biến mất sau một khắc xuất hiện đã đi tới trước mặt Lưu Chí Phong. Anh. Hắn. Mẹ. Có phải thiếu đánh hay không? Có phải thiếu đánh hay không? Có phải thiếu đánh hay không? Lục Vân túng tóc Lưu Chí Phong, hung hăng, đánh tới cái bàn bên cạnh, một cái, hai cái, ba cái. Bùng. 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 Lưu Chí Phong trong nháy mắt đầu rơi máu chảy. Ngươi. Ngươi là người mang rợ, dựa vào cái gì đánh người? Phóng viên truyền thông xung quanh đột nhiên phản ứng lại, vô cùng phẫn nộ trách cứ Lục Vân. Mặt Lưu Chí Phong đầy máu, kêu thảm thiết, đồng thời vẫn không quên gào thét. Các ngươi đều thấy được, cái này tiểu bạch kiểm nhiều kiêu ngạo a, à, nhanh lên chụp được hắn tội ác, ta muốn hắn đấy lao ngồi xuyên. Không cần hắn nhắc nhở, các phóng viên đã điên cuồng ấn nút chụp. Ta xem ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ trong mắt lục vân nổi lên lửa giận giống như sách gà con sách lưu chí phong lên đài mở máy chiếu ra phát tài liệu bên trong usb của tôi lục vân quát lớn với nhân viên hậu trường bốp máy chiếu sáng lên ngay sau đó vang lên một đoạn đối thoại lý tổng tôi đã sắp xếp anh em hà thuận đến bên cạnh dịp khuynh thành làm tài xế tin tưởng không bao lâu nữa có thể chụp được ảnh nóng của tiện nhân kia làm không tệ tốt nhất là công bố ảnh chụp trước khi tập đoàn khuynh thành đưa ra thị trường tôi muốn tập đoàn khuynh thành biến thành một trò cười vậy ngài đáp ứng cho hai huynh để chúng ta tiền yên tâm sau khi chuyện thành công một phần cũng sẽ không thiếu cho các ngươi đây là một đoạn ghi âm nhưng có thể nghe ra rõ ràng một người trong đó chính là lưu chí phong mà sau khi kết thúc âm tầng trên máy chiếu đột nhiên bắn ra hai tấm ảnh một tấm là ảnh gia đình lưu chí phong tấm còn lại là ảnh giường chiếu. Trên giường chiếu có ba người, Lưu Chí Phong, Hà Thuận, cùng với một người phụ nữ. Thông qua so sánh ảnh chụp là có thể nhìn ra, người phụ nữ này, chính là vợ của Lưu Chí Phong. Trào. Tất cả các phương tiện truyền thông đều sôi trào. Mũi nhọn phẫn nộ, trong nháy mắt chuyển hướng sang hai người Lưu Chí Phong và Hà Thuận. Thì ra cặn bã chân chính, là hai người các ngươi. Lừa gạt tình cảm của chúng ta, hai tên cặn bã các ngươi không được chết tử tế. Tôi nghe ra rồi, Lý Tổng trong âm tầng, chính là ông chủ tập đoàn lệ nhân Lý Cao Phi, không ngờ tập đoàn lệ nhân vì chèn ép đối thủ, lại áp dụng thủ đoạn dơ bẩn như vậy. Phơi bày. Nhất định phải phơi bày. Làm cho tất cả mọi người chống lại sản phẩm của tập đoàn lệ nhân. Đối mặt với truyền thông môi thương lưỡi kiếm, Lưu Chí Phong đã sớm quên đau đớn trên đầu, cả người giống như mất hồn. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Đoạn âm tầng này là chính hắn vụng trộm ghi lại, mục đích là vì phòng ngừa Lý Cao Phi quyệt nợ. Nhưng hắn nghĩ không ra, rõ ràng bảo tồn rất tốt, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở trên tay Lục Vân. Hơn nữa, ngay cả ảnh riêng của hắn cũng bị tung ra. Lưu Chí Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Các phóng viên truyền thông còn đang tiếp tục công kích, nhưng lúc này, Lục Vân lại đột nhiên hét lớn một tiếng nói câm miệng. Phong hội nghị lớn như vậy, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Con người sắc bén của Lục Vân quét qua người tất cả phóng viên một lần, để cho tất cả mọi người sinh ra một cổ cảm giác như mang trên lưng. Trước khi khiển trách người khác, hãy tự hỏi bản thân mình có đủ tư cách không. Những truyền thông vô lương tâm này, chỉ cần bắt được một điểm, liền liều mạng công kích, cho dù là công kích sai, cũng không cần chịu một chút trách nhiệm. Bọn họ căn bản sẽ không quan tâm những người bị oan uổng sẽ bị tổn thương bao nhiêu. Tất cả các ngươi đều nợ khuynh thành tỷ một lời xin lỗi, quỳ xuống. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Không ai quỳ xuống. Bọn họ thừa nhận là oan uổng dịp khuynh thành, nhưng Lục Vân muốn bọn họ quỳ xuống, không khỏi cũng quá bá đạo đi. Hừ, khẩu khí thật lớn. Lúc này, Từ Khải đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Những thứ vừa rồi, chỉ có thể nói rõ Lưu Chí Phong càng thêm đê tiện, nhưng không che giấu được dịp khuynh thành bao dưỡng tiểu bạch kiểm cùng với sự thật vong ân phụ nghĩa lục vân có thể lấy ra chứng cớ đánh ngược lưu chí phong từ khải đích xác cảm thấy có chút ngoài ý muốn nhưng điều này căn bản không ảnh hưởng đến đại cục tất cả vẫn còn trong tầm kiểm soát của hắn từ thiếu nói rất đúng lưu chí phong không phải thứ gì tốt dịp khuynh thành cũng giống vậy trong mắt lục vân hiện lên một tia hàng ý từ khải này đã bị hắn liệt vào danh sách phế nhân khuynh thành tỷ là tỷ tỷ ta kính trọng không hơn anh có chứng cứ gì chứng minh không nữ phóng viên bắt đầu gây sự hỏi lục vân lạnh lùng liếc cô một cái tôi không cần phải chứng minh huống hồ cho dù tôi thật sự có gì với chị khuynh thành cũng không cần phải báo cáo với tiện nhân cô ngươi vị tiên sinh này ngươi hiện tại đang tiến hành công kích cá nhân ta công kích nhân thân lục vân hừ lạnh một tiếng trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ sát ý ngập trời thâm nhập vào thân thể nữ phóng viên người nói thêm một câu nữa ta còn dám giết ngươi có tin hay không phu phu hai chân nữ phóng viên mềm nhũng trong nháy mắt mềm nhũng trên mặt đất dưới váy bó mông màu trắng đột nhiên có thêm một bãi chất lỏng gây mũi khó ngửi cô ấy sợ vải đái trong nháy mắt vừa rồi dường như có một con ác ma đáng sợ đang nhìn xuống nàng dường như chỉ cần nàng nói thêm một câu sẽ chết thảm ngay tại chỗ ánh mắt lạnh như băng của lục vân rời khỏi người nữ phóng viên người tiếp theo là vương cương bá sắc mặt vương cương trong nháy mắt trắng bệt vừa rồi em nói chị khuynh thành khi còn bé từng bắt nạt em vừa rồi em nói em mượn tiền chị khuynh thành là vì chữa bệnh cho ngô gia gia anh vừa mới nói chị khuynh thành là người vong ân phụ nghĩa lục vân từng bước từng bước đi về phía vương cương dọa vương cương liên tục lui về phía sau khuôn mặt vốn tái nhợt càng thêm thảm đạm không máu tôi tôi thân thể vương cương run rẩy đã có thể cảm giác được một cổ hàng ý đáng sợ đang thổi quét về phía hắn khẩn trương đến mức ngay cả nói cũng không nên lời loại cảm giác này giống như là có một tôn sát thần đang từng bước một hướng hắn tới gần dây thần kinh sắp đứt rồi ta ta thừa nhận là ta Vương Cương thật sự không chịu nổi áp lực như vậy, vẻ mặt hoảng sợ, chuẩn bị nói ra tình hình thực tế, nhưng lúc này, Từ Khải lại cắt đứt lời hắn. Ngươi ngoại trừ uy hiếp người, còn có thể cái gì? Bốp. Nhưng mà, Từ Khải vừa mở miệng, lại đột nhiên bị một cái tác đánh bay ra ngoài, ba cái hàm răng dính máu, trong nháy mắt bắn ra. Chó ngốc, hết lần này đến lần khác ngắt lời, không để ý tới ngươi thật đúng là coi trọng chính mình a. À.